con lại rất là muốn xem TV, con rất là muốn xem kênh Đại Ca Bia, con muốn xem Chị Bé Ngày Xưa, ăn món này con lại muốn xem nữa. Thì sao? Chẳng biết đâu. Liên quan gì chị Bé đâu, việc ăn của con, chị Bé sẽ có tâm hồn ăn uống đâu. Con chẳng biết. Tự nhiên nghĩ đến chị Bé nè. Con chỉ nhớ cái nhà ở Phương Mai thôi. Ở nhà đấy con chưa bao giờ ở nhưng con lại nhớ đến. Con chẳng biết tại sao. Ăn bên này thôi.